Lễ khai mạc Ngày hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 155 năm sinh mẹ Hoàng Thị Loan do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Trong đó điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen gồm 3 chương. Chương 1, Từ cánh võng Làng Sen. Chương 2, Đóa sen thanh cao. Chương 3, Rạng rỡ Việt Nam. Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các diễn viên của Đoàn Văn Công Quân khu 4, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An. Cùng với chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen, Lễ hội Làng Sen năm 2023 tiếp tục trở thành nơi hội tụ sắc màu văn hóa trong cả nước để hàng triệu con tim cùng hướng về quê hương Nghệ An, bày tỏ tấm lòng thành kính, nhớ ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Từ lễ hội Làng Sen góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh đến với cộng đồng và tôn vinh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại.